kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 vừa qua đã tăng hơn 4% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm nay thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vẫn giảm tới gần 12% so với cùng kỳ. Vâng, trong vòng 5 tháng qua thì các mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam như là dệt may, da giày hay là đồ gỗ đều gặp phải khó khăn về thị trường. Vì thế, các doanh nghiệp đang chủ động triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất và giữ được thị trường. Dệt may nằm trong nhóm mặt hàng xuất khẩu lớn nhất cả nước, kim ngạch xuất khẩu trên 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, 5 tháng qua mới chỉ đạt khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 21% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua toàn cầu giảm, tồn kho lớn, nhiều doanh nghiệp lo ngại khi chưa ký kết được đơn hàng nào của tháng 7, tháng 8. Kết nối các thị trường, tìm khách hàng mới đang là giải pháp được chú trọng. Chúng tôi triển khai các cái chương trình xúc tiến thương mại hợp tác với các cái nước trong khu vực, mời các doanh nghiệp tham gia vào để doanh nghiệp có thông tin, doanh nghiệp có kết nối với cái thị trường, kết nối các cái nhãn hàng và doanh nghiệp hiểu được rằng là cái thách thức trong tầm nhìn tương lai của mỗi một cái nhãn hàng họ đòi hỏi những cái gì thì doanh nghiệp phải tập trung vào cho việc đầu tư. Hiệp hội cũng là cùng các doanh nghiệp đã đi tìm kiếm các cái nhà cung cấp các nguyên liệu mới ở cái giá cả nó hợp lý, bởi vì nguyên liệu mà giá hợp lý thì cái khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp mới có thể cao được. Alo. Dạ vâng. Chào chị Mai. Người có nghe mình nói không ạ? Tốt không ạ? Âm thanh tốt không? Chào chị Mai. Chị Mai nói ạ. Vâng. Dạ, xin chào tất cả các anh, các chị, các quý vị đại biểu đã tham dự cái hội thảo hôm nay. Frontier đến từ Đài Loan thì rất cảm ơn các quý doanh nghiệp đã dành thời gian và tham dự chương trình cùng VITAS và Frontier hôm nay. Good morning everyone. Kính thưa quý vị đại biểu tham dự hội thảo hôm nay. Như chúng ta đã biết thì Việt Nam hiện đang là top 3 các nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Và năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng mà kim ngạch xuất khẩu của chúng ta vẫn đạt được cái mức là 44,4 tỷ đô la Mỹ và tăng 9,7% so với năm 2021. Tuy vậy, từ giữa năm 2022, chúng ta đã thấy có những cái dấu hiệu bất ổn từ thị trường do nhiều nguyên nhân mà phần lớn là từ khách quan. Nhưng có một cái điều mà chúng ta có thể hy vọng là mới đây chính phủ của chúng ta đã phê duyệt cái chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Tại cái quyết định 1643 của Thủ tướng ngày 29 tháng 12 năm 2022. Thì theo đó là mục tiêu tổng quát nhằm phát triển ngành dệt may và da giày. Đây là được chính phủ xác định là một ngành chủ lực về xuất khẩu của nền kinh tế để đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế và đáp ứng các cái nhu cầu của thị trường trong nước, rồi giữ vững vị trí trong nhóm các cái quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may da giày hàng đầu thế giới. Thì để thực hiện những cái mục tiêu trên thì chúng ta cần có nhiều giải pháp và VITAS nhận thấy việc áp dụng công nghệ số hóa trong dệt may sẽ nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường nội địa và quốc tế. Tuy nhiên đến nay thì cái việc mà chuyển đổi số của chúng ta nó vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kết quả vẫn còn rất là khiêm tốn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì để giải quyết được những khó khăn trên và có thể khai thác tối đa các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, tạo cái điều kiện bứt phá cho ngành dệt may Việt Nam, thì một trong những cái giải pháp quan trọng là chúng ta sẽ hợp tác với các nước hoặc là vùng lãnh thổ có trình độ cao về công nghệ, mà đặc biệt là công nghệ chuyển đổi số, để các doanh nghiệp dệt may có dịp đáp ứng được những nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay. Thì chúng ta đã biết là Đài Loan là một trong những quốc gia có thế mạnh về dệt may. Họ đã không ngừng nghiên cứu và đưa ra những ứng dụng khoa học công nghệ. Các thành tựu của công nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh dệt may nhằm quảng bá cho các sản phẩm vải chức năng của họ, và cũng đồng thời à,
ứng dụng vào các cái hướng tới sản xuất xanh và thân thiện với môi trường. Thì chính vì những lý do trên mà hôm nay Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS sẽ phối hợp với công ty Frontier.cool Đài Loan tổ chức triển khai chương trình triển lãm trực tuyến dệt may Việt Nam qua mã QR. Thì tại hội thảo quý vị sẽ được nghe giới thiệu về định hướng tham gia online showroom để quảng bá nguồn vật liệu made in Việt Nam, các chức năng của e-showroom và hệ thống mã QR code cũng như các chính sách tham gia. Thì chương trình triển lãm trực tuyến dệt may qua mã QR sử dụng công nghệ AI để số hóa các loại vật liệu dùng trong dệt may, đặc biệt là vải, và sẽ đưa lên cái hệ thống online showroom của VITAS. Với sự hỗ trợ của AI và công nghệ 3D, mẫu vật liệu sẽ được tiếp cận người mua tiềm năng dễ dàng hơn. Và người mua có thể lựa chọn vật liệu trực tuyến hoặc hình dung vật liệu dưới dạng định dạng 3D ngay tại cuộc triển lãm, các hội chợ quốc tế. Và chương trình sẽ được ứng dụng trong triển lãm đầu tiên tại Việt Nam mà có tên là Saigon Fabric, diễn ra từ ngày 26 tới 29 tháng 7 năm 2023 tại trung tâm SECC. Và xin thưa các anh chị, đây là lần đầu tiên trong cái triển lãm Saigon Fabric này sẽ có một cái khu vực mà chúng tôi gọi là khu vực Made in Việt Nam, tức là tất cả những cái nhà máy mà sản xuất các cái nguyên phụ liệu tại Việt Nam thì sẽ được chúng tôi tập hợp và đưa về đây. Và chúng tôi đề nghị các chuyên gia, quý vị đại biểu cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến cho chương trình này để chúng ta có thể nhanh chóng giới thiệu sản phẩm dệt may Made in Việt Nam đến người mua trong và ngoài nước. Xin chúc tất cả quý vị mạnh khỏe và chúc hội thảo của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ tôi xin bắt đầu vài cái slide trình bày của tôi để nói rõ hơn về cái định hướng e-showroom để quảng bá nguồn nguyên liệu Made in Việt Nam. Anh chị chờ cho một chút ha. Thì thưa các anh chị, như hồi nãy tôi có nói đó là từ tháng 6 năm 2022 thì bản thân tôi đã nhận được một số tín hiệu từ các hội viên của mình là họ bắt đầu thấy có hiện tượng là đơn hàng sụt giảm. Lý do vì sao đơn hàng sụt giảm thì có rất là nhiều lý do, nhưng cái chính nhất chính là cái sức mua toàn cầu giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu. Và các nhãn hàng người ta bị tức là tồn kho quá nhiều và họ giảm cái đơn đặt hàng xuống. Và chúng ta cũng thấy là nếu có đặt hàng thì số lượng đặt của họ cũng rất là nhỏ. Và cái thời gian giao hàng thì thực sự rất là ngắn. Và thách thức đối với chúng ta nữa là giá mua thì thấp. Trong khi mọi cái mà chúng ta phải chi cho để thực hiện cái đơn hàng thì cái gì nó cũng tăng cao, từ lao động cho tới các chị thấy đã vào đâu em không chị Phượng, đề nghị các bạn tắt cái mic giùm nha. Thì với những cái khó khăn đó cộng với cái điều là các cái người mua người ta thiếu cái thông tin truy xuất về cái về cái nguyên phụ liệu cũng như là những cái supplier ở tại Việt Nam nơi mà họ muốn đặt hàng. Rồi chi phí gửi mẫu chào hàng rất là cao. Chúng ta biết là logistics bây giờ cao lắm, mà bây giờ cứ gửi một cái mẫu physical, một cái mẫu thực tế thì là cái giá gửi mẫu nó rất là cao. Vì chúng ta gửi không phải một mẫu mà trong quá trình làm chúng ta phải gửi rất là nhiều mẫu. Rồi anh chị chờ cho một chút xíu. Và phần lớn chúng ta, doanh nghiệp chúng ta là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 80% doanh nghiệp dệt may là vừa và nhỏ. Cho nên là cái ngân sách đầu tư của các anh chị cho cái vấn đề này nó cũng còn hạn chế. Và vì như vậy, mặc dù biết
chuyển đổi số, chúng tôi VITAS vẫn luôn luôn khuyến nghị các anh chị phải thay đổi, phải từng bước chuyển đổi số. Nhưng mà chúng ta cũng không dễ dàng gì mà chúng tôi cũng không dễ dàng và các anh chị cũng khó khăn, không dễ dàng gì mà nhân rộng cái mô hình số hóa. Và tất cả các cái sự quảng bá của chúng ta nó mang tính chất riêng lẻ từng công ty. Và bữa nay á, thì là nếu mà chúng ta áp dụng cái platform này, cái nền tảng này, thì cái sự quảng bá các cái sản phẩm made in Việt Nam nó sẽ được tập hợp lại trên cái platform mà VITAS làm việc với Frontier, để chúng ta có một cái sự quảng bá đồng bộ các cái sản phẩm là được sản xuất tại Việt Nam. Và như chúng ta vẫn thường biết, chúng tôi thường nói và các anh chị cũng biết là nếu chúng ta cứ làm gia công hoài thì cái lợi nhuận rất là thấp và chúng ta đi vào cái vòng luẩn quẩn không phát triển được công ty. Thì ai cũng muốn làm ODM, tức là hoặc là làm FOB trở lên, tức là chúng ta được mua nguyên liệu bán thành phẩm, chúng ta được quyền chọn nguyên liệu, chúng ta được quyền chủ động trong cái việc mà sâu cái vật liệu mà chúng ta sử dụng cho sản phẩm may mặc đó. Nhưng mà chúng ta định hướng như vậy nhưng chưa có cái nguồn vật liệu. Rồi trong cái quá trình chúng ta làm như vậy thì chúng tôi về phía VITAS thì luôn định hướng cho các anh chị là chúng ta phải phát triển bền vững. Nhưng trong cái sản phẩm vải của mình, trong sản phẩm may mặc của mình chưa biết và cũng chưa show được cho khách hàng, những cái người khách hàng khó tính, những cái người khách hàng tiến bộ ở bên Mỹ, ở bên châu Âu, người ta thấy rằng mình đã thực hiện phát triển bền vững, tức là đã tiết kiệm năng lượng như thế nào, đã không gây ô nhiễm môi trường như thế nào. Thì ở cái nền tảng này một tí, tôi nghĩ rằng chị An sẽ nói cho chúng ta nghe là những cái thông tin về bền vững của cái sản phẩm sẽ được nêu bật lên sau khi chúng ta tham gia cái platform này. Như vậy thì tôi đã nêu lên một số các cái thách thức mà chúng ta đang gặp phải. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đã đủ hết những thách thức. Tôi biết hiện tại là doanh nghiệp của tôi, các bạn đang gặp rất nhiều khó khăn và các bạn đang cần những cái giải pháp tốt, tích cực để mà có thể giúp các bạn vượt qua những cái khó khăn này, những cái thách thức này. Như vậy thì đứng về phía Hiệp hội Dệt May Việt Nam thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để tìm những cái giải pháp liên kết với các cái tổ chức, các cái công ty để làm thế nào để giúp các bạn có thể nghĩa là có tốt hơn trong cái vấn đề sản xuất kinh doanh của mình. Thì như chúng ta đã biết đó, thì Việt Nam hiện tại là tham gia rất là nhiều các cái hiệp định thương mại tự do. Như vậy thì hiện tại chúng ta có khoảng 19 hiệp định mà chúng ta đã có thắt, những cái hiệp định mà có hiệu lực là đã được 17 hiệp định rồi. Và chúng ta có thể là có thị trường tự do tới khoảng hơn 50 quốc gia. Nhưng bây giờ làm thế nào mà chúng ta có thể tận dụng được những cái ưu đãi về thuế đó? Thì một số cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, người ta bắt buộc là ví dụ như CPTPP là sợi phải được làm từ Việt Nam. Nếu anh muốn thuế bằng không trong các cái thị trường của 11 nước tham gia vào CPTPP, hoặc là đối với hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU thì cái ưu đãi về thuế chúng ta chỉ được hưởng khi sản phẩm vải được làm ở các nước châu Âu hoặc là Việt Nam hoặc là Hàn Quốc. Ví dụ thì đó là một số cái gọi là quy tắc xuất xứ mà chúng ta phải thỏa mãn. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà sản phẩm của các bạn được sản xuất tại Việt Nam thì các bạn sẽ thỏa mãn về cái quy tắc xuất xứ của tất cả 19-20 cái hiệp định mà chúng ta đang tham gia. Như vậy thì đó chính là một động lực để kéo các doanh nghiệp FDI họ về, họ đầu tư tại Việt Nam để lấy cái gọi là quy tắc, lấy cái xuất xứ. Khi họ xuất khẩu quần áo ra nước ngoài thì ok, vải hoặc sợi hoặc gì đó, các cái phụ liệu rồi chúng tôi đã được sản xuất tại Việt Nam. Cho dù bạn là Đài Loan, cho dù bạn là Hàn Quốc hay bạn là Việt Nam,
Nhưng nếu nhà máy của chúng ta đặt tại Việt Nam thì chúng ta sẽ có những cái ưu đãi về thuế xuất và sản phẩm của chúng ta là made in Việt Nam. Và một cái nữa là như chúng tôi đã nói đó, chúng tôi định hướng các doanh nghiệp của mình làm FOB và ODM. Hình thức FOB là chúng ta được mua nguyên liệu, được quyền mua nguyên liệu và bán thành phẩm. Hình thức ODM là chúng ta được cái thiết kế gốc từ mình, tức là chúng ta bán sản phẩm từ thiết kế trở đi. Như vậy thì càng những cái hình thái sản xuất càng cao thì chúng ta có lợi nhuận càng nhiều. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn những hội viên của mình có được cái lợi nhuận cao từ việc từ công việc sản xuất và kinh doanh đó. Mà muốn như vậy á, chúng tôi định hướng cái điều đó thì những cái vải, đặc biệt là vải, nó là một cái gọi là nút thắt cổ chai trong cái ngành dệt may. Thì chúng tôi luôn kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài nếu đầu tư về Việt Nam, kêu gọi đầu tư vào cái khâu mà chúng ta còn yếu, đó là vải. Và bây giờ là tìm ra cái giải pháp để mà số hóa các cái vải đó, để đưa lên các cái platform số hóa đó, để mà người mua ở nước ngoài người ta có thể biết được những cái vải được sản xuất tại Việt Nam. Và trong những ngày gần đây thì phải nói là các nhãn hàng luôn tìm đến chúng tôi để hỏi, và các doanh nghiệp của mình cũng vậy, tìm những nhà máy mà sản xuất vải tại Việt Nam là họ tìm nhiều nhất. Như vậy thì bây giờ để chúng ta sẽ đổi mới cái phương thức quảng bá của mình như thế nào, thì như chúng tôi nói là vật liệu chúng ta sẽ số hóa cái vật liệu của mình, tức là chúng ta sẽ đưa lên cái platform mà chúng ta gọi, cái vật liệu của chúng ta sẽ được chuyển thành vật liệu số, chứ không phải là vật liệu thực tế mà physical chúng ta cầm tay nữa, mà người ta có thể lên mạng. Thời đại này là thời đại của internet vạn vật vân vân, thì chúng ta có thể nhìn những cái sản phẩm đó với cái hình ảnh 3D trên cái khi mà chúng ta đã số hóa, chứ không cần phải ví dụ một cái khách hàng ở xa chúng ta từ bên kia bờ đại dương mà để gửi cái sản phẩm tới người đó thì nó tới cái khách hàng đó thì nó còn mất thời gian. Nhưng nếu chúng ta chỉ gửi cho họ xem cái vật liệu chúng ta trên cái màn ảnh như thế này mà 3D thì họ cũng có thể hiểu được cái sản phẩm của chúng ta đến 80-90%, trừ cái mà họ sờ cầm tay thôi. Và chúng tôi cũng biết rằng trong không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện tham gia các cái triển lãm. Bởi vì ví dụ mỗi năm chúng tôi có khoảng 3 chương trình triển lãm xúc tiến thương mại quốc gia. Mặc dù chúng tôi đã cung cấp cho các bạn cái gian hàng miễn phí, từ chính phủ đã trả cho chúng ta cái tiền thuê gian hàng. Nhưng cái chi phí mà để chúng ta bỏ ra để chúng ta mang sản phẩm của mình đi, đấy, ăn ở, vé máy bay vân vân, đi lại thì không hề rẻ. Như vậy thì làm cách nào để những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể show những cái sản phẩm của mình cho khách hàng trên thế giới họ biết? Thì thông qua cái sàn cái platform này, cái nền tảng này, chúng ta có thể scan dùng cái QR code để chúng ta có thể biết những cái sản phẩm offline của chúng ta, họ phải đến đây để họ mua, hoặc là họ phải đến cái triển lãm của mình, hoặc là mình phải gửi cái sản phẩm của mình sang cho họ. Cái đó ta gọi là, gặp nhau B2B. Ta gọi là hình thức offline. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang online một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Và cái business matching đó của chúng ta nó cũng rất là thuận lợi. Như vậy thì VITAS đã chọn lựa trong số những cái nhà cung cấp về công giải pháp công nghệ, có Frontier là một công ty đến từ Đài Loan. Thì tại sao chúng tôi chọn Frontier để hợp tác? Là vì chúng tôi từ nhiều năm qua đã có một cái mối quan hệ rất là gọi là tin tưởng và thành công với Liên đoàn Dệt may Đài Loan. Và vừa rồi trong Saigon Tech thì Frontier là một công ty công nghệ đã được Liên đoàn Dệt may Đài Loan, người ta sử dụng cái phần mềm, cái platform của Frontier để số hóa vải của các công ty Đài Loan. Và hôm Saigon Tech thì tôi cũng đã được trải nghiệm qua. Thì các anh chị nhìn trên màn hình đó, thì các anh chị thấy đây là một cái triển lãm mà trực tuyến
dệt may qua cái mã QR. Tức là cái hôm mà Sài Gòn Tech đó, thì cũng với máy tính này, cũng với một cái điện thoại, thì chúng tôi có thể scan và có thể nhìn cái mẫu vải đó là như một cái tấm vải 3D trên cái gọi là e-showroom, cái showroom mà điện tử đó, cái showroom mà online đó. Thì những cái sản phẩm của chúng ta sẽ được chọn lựa, sẽ được scan, và người mua đó họ hoàn toàn có thể sử dụng cái điện thoại này và họ có thể trong họ sẽ xem cái vải nào mà họ thích. Như vậy thì bây giờ chúng tôi định hướng cái việc áp dụng chương trình này. Thì chương trình này mới đầu chúng tôi những tưởng rằng chỉ có thể thích hợp với các doanh nghiệp vải, sản xuất vải. Nhưng không, xin thưa các anh chị, nếu doanh nghiệp may mà các anh chị muốn chủ động nguồn vật liệu như là để làm mà ODM, làm FOB từ trở lên, thì các anh chị hoàn toàn có thể là đăng ký, tham gia và scan những cái vải mà mình chọn để mình show ra cho người mua. Và Frontier cùng với VITAS hỗ trợ chia sẻ chi phí với doanh nghiệp để cùng quảng bá cái thế mạnh dệt may tại Việt Nam. Thì xin thưa các anh chị là cái chi phí trong một năm thì tí nữa chị An chị sẽ nói, nhưng mà tôi thấy rằng cái mức phí đó là thích hợp với doanh nghiệp của chúng ta, dù cho chúng ta là vừa và nhỏ. Và cũng thông qua cái platform này, chúng ta sẽ đẩy mạnh quảng bá các cái nguồn vật liệu made in Việt Nam. Và cái cách quảng bá sản phẩm vừa online vừa offline tại các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước đó, thì các bạn cũng biết là mỗi năm chúng ta có những cái chương trình xúc tiến thương mại đi nước ngoài. Sự thương mại quốc gia đó là chúng ta được free gian hàng, free khoảng 10 gian hàng cho 2-3 thị trường gì đó. Như năm nay là chúng ta có chương trình đi Đức, chương trình đi Mỹ và chương trình đi Úc. Đây. Còn ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi còn có những cái chương trình xúc tiến thương mại không phải là quốc gia, tức là có nghĩa là gian hàng thì chúng ta không được support free, hoặc là chúng ta chỉ đi visitor thôi. Chúng ta đi tham quan những những cái gian hàng, những cái sự kiện của nước ngoài, hoặc là những cái sự kiện năm nay các anh chị thấy là trong nước rất nhiều sự kiện triển lãm được tổ chức ở Việt Nam. Như vậy thì cái platform này sẽ giúp chúng ta có thể show cái năng lực của mình về vải của Việt Nam tới các cái người mua trong và ngoài nước. Và thực sự là VITAS cũng đã có thăm dò và cũng lựa chọn cái đối tác công nghệ uy tín đó để mình áp dụng những cái thành tựu về chuyển đổi số của họ, nhưng mà nó cũng phải đảm bảo cái điều là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp của mình. Đó là cái định hướng của chúng tôi. Như vậy thì đối tác công nghệ của Frontier thì thực sự là ở đây các anh chị thấy có Taiwan Textile Federation, đây là Liên đoàn Dệt may Đài Loan, và đây là những cái đối tác của họ, của Frontier ở Đài Loan, phần lớn ở Đài Loan. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy một thương hiệu lớn đó là Adidas thì cũng đã đồng hành cùng với Frontier ở đây. Như vậy thì hiệu quả của khách hàng đã sử dụng cái vấn đề số hóa này như thế nào? Thì xin thưa với các anh chị, nó đã giúp cho thứ nhất là giảm cái mẫu thực tế. Nhưng mà khi chúng ta giảm cái mẫu thực tế, giảm mẫu vật lý đi thì đúng là chúng ta đã giảm cái khí thải nhà kính cũng tương đương với cái khoảng 83%. Đây là một mục tiêu phát triển bền vững, những cái cam kết của chính phủ chúng ta với quốc tế là năm 2030 chúng ta sẽ net zero. Vậy thì các anh chị thấy cái việc làm này nó mang hai câu chuyện ha, cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là chúng ta giảm mẫu thực tế thì chúng ta tiết kiệm được một cái số tiền mà chúng ta phải làm ra cái mẫu rồi gửi đi vân vân, tiết kiệm cho chi phí. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện được cái điều là góp phần giảm cái khí thải nhà kính để cho cái bảo vệ cái môi trường, cái hành tinh của chúng ta. Và đồng thời nó cũng tăng cơ hội kinh doanh lên cho các anh chị. Ví dụ bây giờ một cái công ty nhỏ nhỏ sản xuất vải dệt kim thôi, ví dụ vậy. Nếu các anh chị không có điều kiện đi ra tham gia những cái hội chợ, rồi cái cơ hội quảng bá cái sản phẩm của các anh chị cho tự bản thân mình làm nó cũng rất là hạn hẹp, cũng ít người biết đến. Nhưng mà nếu chúng ta tham gia vào những cái platform kiểu như thế này
thì chúng ta đã tăng cơ hội kinh doanh cho mình lên tới 50%. Và đồng thời cái hiệu quả về việc chia sẻ nguồn lực á là nó tăng lên gấp 10 lần. Như vậy thì nếu các anh chị muốn đăng ký tham gia chương trình này thì các anh chị hãy quét cái mã QR code này và liên hệ với bạn Trần Hoài Sơn. Chắc là điện thoại, email thì tôi chưa kịp ghi lên đây, nhưng mà các anh chị đã có rồi đó. Đã có trong cái thư mời và đã có trong khi các anh chị đăng ký tham gia hội thảo. Thì cái này tôi gửi thì cũng hơi sớm, nhưng mà sau, hy vọng rằng sau cái buổi hội thảo này sẽ có một vài doanh nghiệp, số doanh nghiệp cảm thấy rằng ô cần thiết thì chúng ta đăng ký tham gia luôn. Còn không thì nếu mà các anh chị không có quyền quyết định thì các anh chị có thể về nhà báo cáo lại với sếp của mình để tham gia chương trình. Thì tất cả những điều trên tôi đã trình bày sơ qua về cái định hướng của VITAS. Mà một câu mà chúng tôi muốn nói với các bạn mà tôi vẫn thường nói trong các cái hội thảo của chúng ta, đó là VITAS luôn luôn định hướng các anh chị phải thay đổi, phải chuyển đổi số. Mà tôi cũng thường dùng cái câu là thay đổi hay là chết. Có nghĩa là có thể là chúng ta vẫn đang, tôi biết là chúng ta vẫn đang còn rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế, về mặt tài chính đó. Nhưng mà những cái gì mà mình thấy rằng nó cần thiết thì mình vẫn phải làm từng bước để chúng ta có thể cải thiện cái quá trình sản xuất kinh doanh của chúng ta, để chúng ta có thể bắt kịp cái xu hướng của thế giới. Cái xu hướng phát triển bền vững nó phải đi liền với chuyển đổi số. Tới giờ phút này mà chúng ta không chuyển đổi số thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau và chúng ta sẽ không thể tồn tại được trong cái cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt, khi mà đất nước chúng ta đang bước vào một cái kỷ nguyên số và bước vào một cái con thuyền rộng lớn là cái nền kinh tế toàn cầu. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn. Tiếp tục chương trình thì chắc là chúng tôi cũng xin giới thiệu chị An, An Lê, tức là anh sẽ trình bày với chúng ta cái phần chi tiết để các bạn có thể hiểu cụ thể khi các bạn tham gia vào cái platform Frontier này là gì. Xin mời An ạ. Vâng, anh cảm ơn chị Mai và kính chào tất cả các quý doanh nghiệp đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với VITAS và Frontier. Thì sau đây An sẽ chia sẻ các cái chính sách tham gia cũng như là cụ thể như thế nào gọi là e-showroom và làm sao quý anh chị có thể số hóa cái nguồn nguyên vật liệu, ngay cả sợi vải hoặc là dreams hoặc là label ngay tại cái cơ sở của quý doanh nghiệp, với lại là chi phí tối ưu nhất có thể. An xe đi An. Dạ vâng. Đây là chị xe. Dạ để em xe em đợi ạ. Nếu mà trong cái quá trình mà An trình bày, quý doanh nghiệp có bất cứ câu hỏi thì các anh chị có thể đặt câu hỏi ngay tại phòng chat, để lát nữa thì chị Mai cũng giống như là An và sau cái bài phát biểu của An thì sẽ có cái chia sẻ kinh nghiệm từ chính người dùng thư viện online này từ công ty của Đài Loan. Thì sự chia sẻ của chính người dùng cũng như là An và chị Mai sẽ trả lời các câu hỏi mà quý doanh nghiệp đã đặt ra ở trong phòng chat của mình. Thì trước khi mình nói về cái mà thư viện số thì An nghĩ là mình cần phải biết là thế nào là vật liệu số, đúng không ạ? Thì vật liệu số của chúng ta nó sẽ có bao gồm là ba thành phần chính. Thứ nhất đó là thành phần chúng ta có thể xem các thông số của vải, mình có thể xem các cái lớp vải, bởi vì là giống như là mình đeo kính 3D vậy đó, thì cái màn hình nó sẽ có nhiều các cái lớp khác nhau để mình có thể đưa vào thiết kế 3D, hoặc là mình có thể mô phỏng
trên quả cầu này, hoặc là mô phỏng trên giày dép thì nó phải có các lớp vải này, mà ví dụ như mắt của mình thì nó sẽ không nhìn thấy. Cái thứ hai đó là cái tính chất vật lý như là độ rũ, độ co giãn hoặc là độ đàn hồi của vải, thì tất cả cái này sẽ được tính toán bởi AI. Nó gọi là estimate, và cái độ chính xác của nó cũng tầm từ 70 đến 90% của vải. Và cái thứ ba đó là cái tác động môi trường của vải. Thì hiện tại như mình có nói là về sợi, về trims, về label, thì hiện tại AI nó vẫn chưa có tính toán được. Tuy nhiên cái platform mà chị Mai hướng dẫn nó vượt ra khỏi cái 3D, nó là về cái việc kết nối và quảng bá thương hiệu Made in Việt Nam. Thì sau đây An sẽ diễn tả rõ hơn. Thì An nói lại cái thứ ba là nêu bật tính bền vững của mình. Nó có thể tính toán được là bao nhiêu khí CO2, bao nhiêu đất và nước trên một mét vuông vải. Và tất cả các thông số này nó được tính toán bởi AI. Và mình sẽ có được cái thiết kế 3D trong vòng là từ 5 đến 10 phút trên mỗi mẫu vải. Thì An xin giới thiệu cái mô hình hoạt động, sự kết hợp giữa các cái quỹ doanh nghiệp và VITAS. Thì mỗi doanh nghiệp tham gia triển lãm với VITAS sẽ có được tầm 500 mẫu số hóa trong một năm. Thì với cái việc số hóa vật liệu bằng AI này, mình sẽ có hai cái phương án. Thứ nhất đó là mình triển lãm online, tức là mình sẽ đưa vào cái triển lãm online trên website của VITAS. Và cái thứ hai đó là mình sẽ tạo ra mã QR code để mình có thể triển lãm offline trong các cái sự kiện hoặc là triển lãm mà VITAS dẫn đầu hoặc là đồng tổ chức. Thì với việc mà đưa bộ sưu tập này online, thì mình sẽ có là chia sẻ và cập nhật cái bộ sưu tập này định kỳ cùng với Frontier và VITAS, ví dụ giống như là hàng tháng. Và sau đó thì VITAS sẽ trích xuất các chỉ số tác động môi trường và để cập nhật lên cái e-showroom của VITAS website. Cái thứ hai đó là mình tạo ra cái mã QR code. Thì mã QR code này cũng sẽ chia sẻ một cái bộ sưu tập riêng, bởi vì mình sẽ biết được là ở cái bộ sưu tập nào mà đưa lên showroom và cái bộ sưu tập nào để tạo ra cái mã QR code. Và chỉ có VITAS thì được trích xuất các chỉ số tác động môi trường, và sau đó họ sẽ đưa kết quả tác động môi trường, ví dụ như là khí thải, nước, đất, và đưa lên e-showroom hoặc là tạo ra mỗi QR code cho các cái đơn vị tham gia triển lãm trực tiếp, để ví dụ giống như là khách buyer mà đến xem ấy, thì họ có thể làm scan cái mã QR code và họ lên cái nền tảng online e-showroom này và họ có thể xem rõ hơn các chi tiết của các nguyên vật liệu, đúng không ạ? Như có chị Mai có nói là mình với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà làm sao để vừa nhanh và tiết kiệm chi phí, đó là khi mà mình áp dụng các cái công nghệ kỹ thuật, đó là máy học và AI. Thì bất cứ cái móc treo vải nào mà quý vị đang có thì quý vị chỉ cần sử dụng cái máy scan hoặc là photocopy văn phòng, và đây là toàn bộ cái việc mà quý anh chị cần dùng, cần làm. Và sau đó thì Frontier AI sẽ nhận diện được cái thông tin trên móc treo vải của mình này, và cũng như là tạo các lớp vải hoặc là ước tính tính chất vật lý, ước tính tác động môi trường, tạo ra cái file 3D mà quý anh chị có thể sử dụng trên browser hoặc flow hoặc là kết hợp với ERP. Thì lát nữa thì một cái người dùng của Frontier sẽ chia sẻ vào việc là cái định hướng của họ sử dụng ERP với lại là các cái thiết kế 3D. Ngoài cái việc mà mình online showroom với VITAS, thì mình có thể sử dụng Frontier, sử dụng cái phần mềm mà hoặc là cái tài khoản mà VITAS cung cấp cho các quý cho anh chị ấy, thì là để quản lý dữ liệu nội bộ. Các cả cái màu sắc này là đều mã của Pantone, AI cũng nhận dạng, hoặc là mình có thể chia sẻ không giới hạn cho các khách hàng của mình, các cái khách hàng tiềm năng của mình, hoặc đưa lên mạng xã hội. Thì lát nữa người dùng của Frontier, anh Son từ Minchef, anh sẽ chia sẻ là việc mà anh sử dụng các cái tính năng này để làm sao mà tăng lợi ích cho quý anh chị. Thì nghĩa là mỗi cái doanh nghiệp mà tham gia cùng với VITAS sẽ được hưởng toàn bộ
các cái lợi ích tăng thêm này mà không có mất thêm bất cứ cái phí nào hết. Em xin trở lại cái mà mô tả của e-showroom. Lúc nãy thì em mới mô tả là số hóa, vật liệu số hóa là gì. Và bây giờ chúng ta đi vào cái e-showroom. Thì đây là cái website của VITAS. Mỗi đơn vị sẽ có một cái bộ sưu tập, một cái gian hàng riêng. Và mình sẽ có thông tin của doanh nghiệp, cũng giống như là địa chỉ, cũng giống như là các cái mà sản phẩm mà đơn vị đó sử dụng. Thì đây là cái website của VITAS và sẽ là một cái thư viện triển lãm Made in Việt Nam do VITAS sẽ cùng quảng bá với các quý doanh nghiệp. Sau đây thì An sẽ gửi một cái video để xem thử là ở trong cái thư viện của VITAS nó có cái gì. Thì thứ nhất là các anh chị có thể thấy là nó có số lượng của vải, nó có thể quảng bá cả sợi, cả trim, cả vải. Và các anh chị có thể filter cái này và để xem là và bao nhiêu vải có số lượng carbon thấp nhất, hoặc là các cái thành phần vải nào mà có theo cái mà anh chị tìm kiếm. Đó, đây là đều tích hợp vào website của VITAS. Và khi click vào mỗi mẫu vải thì các anh chị có thể, người mua có thể tìm thấy tất cả các thông tin, cũng giống như là trích xuất tác động môi trường do VITAS tạo cho các quý anh chị. Và khi mà mình tải file 3D đó, ví dụ như là 3M cho thiết kế Brassware Visiture hoặc là GLTF cho Cloud. Và khi quý anh chị click vào cái file 3D ấy, thì quý anh chị có thể thấy được là các cái mà điều chỉnh của vải, thậm chí là thay đổi màu sắc, hoặc là xem cái vải đó trên mỗi cái garment khác nhau. Đấy. Thì như anh chị thấy là ví dụ như đây là trên cái hình cầu của nó, và mình có thể thay thế màu sắc của nó, hoặc là mình có thể tạo cái gallery, cái bộ sưu tập riêng của mình. Đấy. Và khi các anh chị cũng có thể sử dụng cái vải này, thì An cũng có nói là hầu hết cái mà 3D thì nó đang áp dụng cho vải. Tuy nhiên VITAS vẫn promo, vẫn xúc tiến các loại sợi, creams và tất cả các cái vật liệu may mặc made in Việt Nam, có điều là nó chưa ra 3D thôi. Đấy. Thì đây là cái vải nó ở trên cái quần áo, hoặc là trên cái túi xách, những cái mẫu mà nó có sẵn ở trên nền tảng của VITAS, thư viện số của VITAS ạ. Và đây là cái sản phẩm mã QR code. Thì tất cả các cái doanh nghiệp mà đồng hành và triển lãm cùng với VITAS, họ sẽ được tạo các cái mã QR code và gắn trên cái mắc vải này. Thì khi mà buyer họ đến, họ lấy vải, thì thay vì họ lấy hàng tấn cái vải như thế này, để vì vậy thấy là mình vừa phải sản xuất vải mẫu, vừa phải đem rất là nhiều cái vali đến triển lãm, đúng không ạ? Thì đây là một số cái mẫu vải, người ta chỉ cần là sờ, cầm, nắm, người ta thấy ok, thì người ta sẽ scan và đem cái mẫu vải về báo cáo với doanh nghiệp của mình. Đây là cái quy trình của mã QR code mà chị Mai có nói là chị Mai đã trải nghiệm và rất là thích cái mô hình này. Và mỗi cái doanh nghiệp mà tham gia cùng với VITAS á, thì họ sẽ được tạo các cái mã QR code này, họ sẽ đưa lên cái mẫu vải của họ và gắn trên gian hàng. Và cũng có những cái hướng dẫn để mà làm sao mà scan cái mã QR code mình thấy nhận diện trên cái điện thoại của mình, và sau đó là đóng gói và gửi về email. Thì khi mà các bạn gửi nhận email, thì mỗi lần mà các bạn click vào, quý anh chị mà click vào các cái hình này, nó sẽ đưa quay trở lại cái mô hình 3D mà như các An có trình bày. Nhân tiện là với lại là các quý doanh nghiệp mà muốn lắng nghe bằng tiếng Anh ấy, thì khoảng 1-2 ngày sau thì bên An và chị Mai VITAS sẽ dịch ra bằng tiếng Anh, subtitle bằng tiếng Anh cho các cái doanh nghiệp của mình dễ dàng báo cáo và tham gia hơn. Đấy. Với cái việc mà tham gia mã QR là nó giúp cho các quý doanh nghiệp có thể biết được là bao nhiêu cái mẫu là được scan trong cái sự kiện này. Rồi ví dụ như là cái top mà 10
nhà quảng bá mà được cái buyer scan nhiều nhất đấy. Thì bởi vì là mình cùng làm một cái hệ thống với nhau, cái việc mà đo lường tác dụng của mã QR code hoặc là đo lường cái hiệu quả của việc triển lãm nó rất là quan trọng. Mà cái việc trích xuất thông tin này hoàn toàn tự động có thể giúp cho quý anh chị có thể biết được là cái triển lãm này chúng ta cần đem cái loại vải nào, hoặc là mỗi thị trường thì cái loại vải nào là sẽ được người dùng quan tâm nhất. Đấy. Thì như chị Mai có nói là An sẽ trình bày cái chính sách tham gia của mình với việc là Frontier và VITAS cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ đến các doanh nghiệp. Thì chúng ta, cái chương trình tham gia của chúng ta sẽ là mỗi năm là 500 đô với khoảng là 40GB chứa 200 mẫu. Thì 200 mẫu này quý anh chị, khoảng tầm 200 mẫu, ví dụ giống như là quý anh chị mà gắn kèm video hoặc là các cái chứng nhận thì cái storage của mình nó sẽ giảm một chút xíu, nhưng mà với An thấy thì là nó cũng không có đáng bao nhiêu. Đấy. Và quý anh chị có thể số hóa, các anh chị có thể tạo 3D không giới hạn trong cái storage này của mình. Thì đây là cái mã QR code mà tham gia. Nếu quý anh chị thấy là cái việc vật liệu của mình được số hóa, được quảng bá bởi VITAS rất là dễ dàng và hiệu quả trên nền tảng online cũng như offline, thì quý anh chị có thể scan mã QR code này hoặc là click vào cái đường link đấy mà An đưa trong cái đường chat room. Và ứng dụng cái mã QR code của mình thì như chị Mai có nói là ở tại cái Saigon Fabric này mình sẽ có một cái gian hàng là Made in Việt Nam, đúng không ạ? Và với VITAS sẽ chọn lựa những cái sản phẩm đặc trưng nhất của Việt Nam mình và đưa lên cái gian hàng của VITAS Made in Việt Nam tại Saigon Fabric vào từ 26 đến 29 tháng 7 này. Ngoài ra thì với các mà đơn vị mà triển lãm tại Saigon Fabric và có tham gia cái chương trình e-showroom triển lãm bằng QR code này, họ sẽ có được cái badge đó, cái badge, cái thước, cái huy hiệu gắn trên cái booth của họ, nghĩa là các cái mà vật liệu mà họ trưng bày trong cái sự kiện đó là đã được số hóa trên e-showroom. Thì VITAS sẽ gửi cái mã QR code, các cái mã QR code này và các anh chị có thể dán lên trên cái swatch của mình để mà buyer có thể là scan ngay tại booth của mình, hoặc là một số cái vật liệu mà tiêu biểu Made in Việt Nam sẽ được VITAS trưng bày trên cái booth Made in Việt Nam của VITAS. Đấy. Thì An nhận thấy rằng là với một cái chi phí mà cùng nhau chia sẻ, cùng nhau được VITAS hỗ trợ, cũng giống như là công nghệ và cái sự hỗ trợ của Liên đoàn Hiệp Dệt May Đài Loan ấy, đó. Thì với những cái chi phí như vậy và với những cái lợi ích thì An thấy là đây là một cái điều mà doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta có thể sử dụng và cùng nhau để mà trải nghiệm cái việc mà đưa cái triển lãm mà từ offline lên online và tiếp cận với nhiều người dùng hơn ấy. Thì là An cũng nói sơ qua là vì sao mà cái chương trình này nó lại hơi gấp là ngay cả cái mà Saigon Fabric của mình là tháng 7, đúng không ạ? Thì thông thường là với cái việc mà An làm việc với lại là Hiệp hội Dệt May Đài Loan ấy, thì nó cũng có một cái thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên ấy, là như quý anh chị biết được là cái sản lượng mà đặt hàng với Dệt May Việt Nam thì nửa năm rồi, đúng không ạ? Nửa năm, 6 tháng đầu năm rồi. Thì quý anh chị thấy là mình cũng không thể nào mà mình đợi chờ các cái sự kiện sau nữa, mà mình phải ứng dụng ngay lập tức. Vì vậy mà Frontier và VITAS hy vọng là quý anh chị khi mà mình đăng ký chương trình sẽ cùng với VITAS để mà thực hiện là training rồi. Đấy, các anh chị thấy là cái lịch trình mà VITAS và Frontier dự kiến thì khá là dày đặc. Tuy nhiên là chúng ta chắc chắn sẽ làm được nếu mà quý doanh nghiệp là cùng với VITAS và Frontier tập trung để mà số hóa những cái nguồn vật liệu mà quý anh chị có sử dụng tại Saigon Fabric và để mà bổ sung vào cái gian hàng Made in Việt Nam của VITAS ạ.
thì quý anh chị khi mà quý anh chị đăng ký tham gia ấy, thì bên VITAS sẽ gửi cái email cụ thể hơn hướng dẫn quý anh chị là làm sao mà đăng ký tài khoản, và Frontier cùng VITAS cũng sẽ tổ chức các cái training cho mình để mà mình biết được là số hóa như thế nào và cũng theo dõi sát sao để mà quý anh chị có thể trình bày được trên cái sự kiện Saigon Fabric vào tháng 7 sắp tới. Đấy. Hello everyone, I'm Sean. I'm from Main Chief Knitting, Taiwan Company. We are fabric manufacturer and fabric supplier. Today, I'm going to share some our digital solution with all you guys. So let's go. And first of all, I want to just a little bit introduce about our company. Yes, our name is Main Chief. Main Chief is a fabric manufacturer and fabric supplier in Taipei. And we established in 1994. Our mainly products is knitting fabric like circular fabric or wrap fabric. We also do some part of woven fabric. And we have our old circular knitting mill also near our office in Taipei. All our fabric are manufactured by our own mill and long-term partnership mill in Taiwan. So we also we produce our rich fabric and send to our part dyeing mill, partner dyeing mill, and partner setting mill for doing setting or dyeing process. And all our fabric has been exported to garment clients from many countries like South Asia, like Vietnam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thai, and we also export it to like Bangladesh, Sri Lanka, and also many, many different countries. We established from 1994, so we have established, our company is almost 30 years old company. We work with US brand customer or Europe brand customer directly also. Since 2021, we start expanding our business in Japan. So during these 10 years, we also working with our Vietnam customer, not only garment mill, but also like brand who sets office in Vietnam also. Also, we are going to like have an exhibition in Vietnam in 2024. And this is our website. If you have any, if you are interested in our company, you can just Google it, yes. And I want to show you like, this is our digital fabric library. You can see many, many like fabric online, not only, if you have internet, you can browse our fabric anywhere, every time. And why we as a fabric manufacturer decided to use digital solution? Why we used Frontier service? Because we found some pain points during these 10 years. Because without efficiency to, like the first point is like without efficiency to search fabric. And the second point is when at least two or three customers asking fabric sample, we cannot have speed repeat reply their needs. And third one is how many sample fabric we can provide and shipping cost. And the fourth pain point is customers take long time to wear sample fabric and the sample garments. So I want to introduce more details about it. So the first point is waste time to search fabric one by one. The traditional way we send out fabric, we have to pick the fabric one by one. So for like sales team, we have to familiar with our products, even you have remember all of them. But when customer asking their new development concept,
and ask you to search some fabric for them, how can we choose fabric from hundreds or thousands of fabric from our sample room? That is the pain point we are thinking about. And the second one is, yes, at least two or three customers exit fabric sample at the same time. How can we speedily reply their needs? So as you know, no matter large enterprise or small company, the goal is to reply and achieve customer needs. But how can we manage each customer need at the same time, especially for developed season, for not only fabric supplier, for garment supplier also, we are that is very busy season for both of us. And the third one is how many sample fabric we can provide. Normally we don't have only one brand customer, or we don't have only one garment meal customer, but we have limited fabric on hand. So how can we manage to provide limited fabric to every customer? So during a development, we produce minimum roll of finished fabric. Some customers need yardage to do garments, less 1 to 2 yards, the more from 15 to 20 yards for their different sample purpose, like fitting sample, salesman sample, and so on. So sometimes we only left small size of fabric can provide to our customer. So sending out fabric yardage or hanger, we must use courier to send out land, but it is the partial cost of the company. So how can we lower down shipping costs? This is also the pain point we always thinking about. And the fourth one is customer take long time to wear sample fabric and sample garment. Of course, I think there are lots of garment supplier there or fabric supplier. During developed season, it's really feasible for both of manufacturers, not only knitting meal, but also our dyeing meal, setting meal, also like garment meal. So on the other hand, for brand customer, they also have tight schedule of the development plans or selling plans. So normally if the fabric development take 2 to 3 weeks, and for garment meal, they need to take like a month to make a sample. So the worst situation is the fabric and garment cannot catch brand meeting. Hence, so we lose opportunities. It means even we did best to rush out fabric yardage and garment sample, but finally customer cannot put it on their season selling plan. So it's the fourth pain point we are always thinking about it. So how can we to solve this kind of problem? So we are trying to find digital platform, digital tool to help us to solve the pain point I just talked about. So the digital platform, Frontier, they help us how to solve the pain point. The first one is enhance efficiency. And the second one is speedily reply customer needs by sharing digital fabric. And third one, the courier fee can cost down, and there is an eco-friendly tools. The fourth one is speeding up fabric and garment sample lead time by using digital fabric sharing and 3D viewers or 3D material to sharing function, which provided by Frontier. So I'm going to introduce both of them one by one. The first one is like, yes, I just talked about without efficiency to search fabric. So how can we solve this problem? As a fabric supplier or manufacturer, fabric is our product. So how can we fastly get fabric we want by using Frontier? And before using Frontier, we only could search fabric one by one, I just talked about, on the sample run. So it always take like a half a day to search the fabric what buyer wants. So after using the digital fabric platform, no worry about we are not in office. Even I'm at home,
or my I'm working coffee, I can just online and browse the fabric on our digital fabric library. That it means we can speedy to search fabric by using Frontier, such their key function, such as keyword function. So to find out the fabric we want, and we can use this digital library to see not only fabric image, also about fabric detail like fabric weight, fabric cutable width, and the yarn count, which we upload on the digital library. But also we can clearly see fabric structure by using Frontier Zoom In tool. Yes, this is the first thing I want to share. The second one is, yeah, I just had to talk about, we have not only one customer, we have two or three customers. So how can we speedy to reply their needs? So if we use digital solution, we can like we don't have as much as fabric we can provide to customer. So when customer asking for a fabric sample or have various fabric requirements, I usually select digital fabric from the digital library and using the collection function. Collection function, I will just show everybody the image later. So use the collection function, I can collect all the digital fabric inside the collection. The collection is like a file, digital file. So I just copy the link. Each file has their own link. So I just copy the link and just send it by email or any social media application. And my customer just click the link and they can see not only 10 fabric, 20 fabric, even 100 fabric. They can see the digital fabric image online. So that means I can speedily to reply customer needs by sharing digital fabric. I only just need to take like one hours or 2 hours. And the third pain point I just talked about is we don't have many fabric can provide to our customer, even garment mill or brand customer. Also, we ship out our fabric or courier our fabric, we have a lot of costs on the shipping fee. And also it's not eco-friendly. So how we can just lower down the parcel quantity? Yeah, we can use the digital fabric to solve the problem. Like for fabric yardage, or a garment sample, we usually send them by like express courier, like DHL or FedEx. Due to the time constraint, we never use like the vessel to ship out the fabric, right? So, but if you use like express courier, it take high cost on courier fee. So we can know each year we pay lots of courier fee to ship out, to clear out our fabric sample. Also, I just talked about, we only have few yardage or few developed yardage on hand. So how can we provide our fabric to lots of different customers? However, after using Frontier, we can use digital fabric for a customer to select which pattern, which fabric, which structure they like first. After their selection, then we just send out the final customer selection of fabric to them. It means can make sure the sample we send is after being selected. Also, we can just we don't like before send out all of them to fabric, send out all of fabric to our supplier and then just review it. It really costs shipping fee a lot or courier fee a lot. Yes.
And the fourth one is, we just talk about customer take long time to wait about sample fabric or sample garment. So if we use like digital fabric, our customer can receive the fabric image quickly, and they can review it online everywhere, every time. And they choose the digital fabric, then we can just transform it to 3D material, or we can use the frontier function, 3D viewer, to show them the fabric used on garment. What is the image? So the customer, maybe they can first realize, ah, this is the fabric I want, or this is the concept I want, or not. If some cost, if some brand or garment mill, they used digital, 3D digital design, we can also send this 3D material files to them. They can just put it in their design software to save their time and to shorten the development time. And this is like the collection I just talked about. We can put lots of different digital fabric, select the fabric from 100,000 fabric. Yes. And we just put the customer wants and put it in the file, and we can share the link to them. After they click the link, they can see this screenshot. They can see this image and just click the fabric they want, so they can see more details about the fabric. And this is just the digital solution we usually use during upload our fabric at the office. So we just prepare the fabric swatch, and then just use the scanner to scan it. I think the scanner is very easy to use, and also each office we have at least one scanner, right? So after scan it, we can upload to Frontier website, make it as a digital fabric. And then, just as I said, we can like use the function from Frontier, like 3D viewer. They can just stimulate how fabric to be put on garments. They can show the image to us. So this is the 3D viewer. And you can see this is our digital fabric. So as I said, when customer click the link from the collection file, they can see this page. You can see our fabric hanger's item number. You can see the fabric description. And you can see the content, yarn count, pattern, color, and weight, or cuttable width. We can share as much as information with our customer during or use Frontier website. Also, we can have like quotation during the by using Frontier, and we can see sharing our like the full pattern image, or we can show some like testing report and attach and upload on Frontier website on our digital library. So you just click it, you can see as many as information you want. So I'm going to share is how communication goes with customer and online sourcing with Frontier. Actually, we can separate it as three parts. It's short term, mid-term goal, and long-term goal. What I mean short term? The short term is we have achieved, we have solved the problem we was experiencing. So the short term goal we have achieved is Frontier is as a platform for fabric sharing,
searching, and quotation. As I just said, Frontier for us, for a user, is our own digital fabric library. So we can sharing our digital fabric, we can upload our fabric to be digital version and share it by internet and share it online. We also can searching our digital fabric, not only the purpose of providing fabric to customer, also our internal fabric the management. And also there's a quotation functional, not only show image to buyer. If buyer are interested in our fabric, or if we have some fabric we want to sell, we can just put down our fabric price on our digital library. So buyer can see the information about them. If they are interested in that, they can just send inquiry to us. And also another short term we have achieved is sharing 3D digital material for brand or garment mills to develop or design apparel. Yes, just what I said, the digital fabric we can transform to a 3D material. So if the brand customer or garment customer, they are using 3D design software, they could just easily put the 3D material into their design software and can shorten their sample lead time or design lead time. Even you can see the very clear fabric structure or fabric pattern, almost same as the real fabric. And what is our mid-term goal? Mid-term goal means we are we haven't achieved, but we are using this digital tool to achieve our goal. So what is our goal? More communication on fabric through Frontier platform to repress email or message social media. Why I said we haven't achieved it? Because we are really get used to email, right? We send email for communication, for fabric quotation, for any inquiry. Or we also now using like social media, like Skype line or like WhatsApp, WeChat. We use them to communicate. But sometimes we are going to discuss about a fabric. I think this digital library, this digital tool is suitable for us and it's more convenient for both of us. What mean us? Supplier and customer and the manufacturer. Yes, for us to communicate. So we can if our customer have a fabric inquiry, they can just send me using this digital tool, or they can review our digital library and then send quotation requirements, or they can we can have a communication or discussion during this platform, using this platform. Yes. And our long-term goal is to set up internal digital fabric sourcing library, not only internal, but also external, open digital fabric library for all our customer or all people who are looking for fabric or who have need for fabric. What it means, now the first step, we using this digital tool, the purpose is to management our company internal fabric sample room. Because all our fabric are hanging on the sample room, so it's really, really hard for us to like searching it or quickly browse the fabric image. Even most of company we have ERP system, but we only can
see the like information, but we cannot see the image on our ERP system. So our long-term goal is put our old fabric and upload it as a digital library on our digital fabric library. And we can just like upload as detailed as we can. So we don't have to use ERP system, or we don't have to just looking for fabric in our sample room. We just open our digital library and we can see the information we want, not only image. As I said, we can see the certificate, the full repeat of the fabric pattern, the fabric detail, structure, content, blah, 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 blah. Yes. At the same time, the information, the well-prepared information of the fabric, we also just open the fabric, we can just share it public. So some people, they are not our customer, but they can review our fabric. They can send quotation inquiry to us, or maybe they want to buy fabric just for small quantity. That's also a good opportunity for a fabric manufacturer, fabric supplier, or maybe there is also a good opportunity for brand customer, because they want as many fabric they want. So this is also a good sourcing for them to source the fabric they are going to do for next season. So this is the achieved goal, the short term we have achieved. And we are doing our midterm goal, yeah, more communication through the digital platform. A long-term goal, yeah, is to let this digital library share with the people in the world. So there is the three points I want to share with everyone who attend this seminar today. And final, this is my name card. I just introduce me again. I'm fabric manufacturer, mainly fabric supplier from Taiwan in Taipei. Our company name is Manship Knitting. So I'm Sean. Nice to meet you today. And this is my contact information. If you have any inquiry about fabric, you can just send email to me or call me, or just if you have time, you can visit Taiwan and visit our office. We can show more fabric to you as well. Thank you very much for your listening. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sean. You're welcome. Một khách hàng của Frontier đã chia sẻ khá chi tiết về cái quá trình mà Manship đã tham gia cái platform của Frontier về số hóa vải. Bản thân tôi không phải là nhà sản xuất vải, nhưng mà khi nghe thì bản thân tôi thấy rất là thú vị và rất là hữu ích. Thì tôi không biết cái cảm nhận của các bạn như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần nữa. Đó là cái phần về Q&A, tức là những cái vướng mắc, những cái thắc mắc của các anh chị. Các anh chị có thể trao đổi với chúng tôi. Tôi là Mai, là Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội Dệt May Việt Nam. Người thứ nhì là An Lê, là người làm việc cho Frontier tại Đài Loan. Nhưng mà điều rất may mắn của chúng ta là cô ấy là người Việt Nam, nên cô ấy đã giúp cho chúng tôi khá thuận lợi trong cái việc mà kết nối với lại Frontier. Và người thứ ba đó là anh Shin, anh là cũng ở là công ty của anh là công ty gia đình Manship, và anh cũng sẵn sàng đang ngồi ở đây để chúng ta có thể hỏi
và anh sẽ trả lời những vấn đề liên quan tới anh. Và trong quá trình Q&A, các anh chị có thể gửi câu hỏi vào cái hộp chat cho chúng tôi. Và trên màn hình thì đang xuất hiện cái QR code đó để cho các bạn có thể đăng ký và tham gia cái chương trình này. Bởi vì bản thân chúng tôi thấy rằng nó khá hữu ích mà nó lại cái chi phí nó lại cũng vừa phải để cho chúng ta có thể trải nghiệm cái chi phí trong một năm như vậy. Và nếu các bạn cảm thấy rằng ok, nói chung là nó rất là tốt, thì các bạn lại tiếp tục đăng ký. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là nó tùy các bạn, và các bạn trong quá trình đó các bạn hoàn toàn có thể là trao đổi với chúng tôi những cái cảm nhận của các bạn khi các bạn tham gia chương trình. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và sẽ trả lời các cái thắc mắc của các bạn. Sau đây thì xin mời các câu hỏi từ phía các khách tham gia. Dạ vâng, anh cảm ơn. Dạ vâng, anh cảm ơn chị Mai đã giới thiệu. Thì thông qua cái webinar này thì có một số cái khách mời họ có gửi riêng cho bên VITAS host, và các bạn cũng đã giúp cho anh tập hợp. Thì để mà mình phù hợp giữa tiếng Việt và tiếng Anh ấy, thì các những cái câu hỏi mà mình thấy phù hợp cho anh Son anh trả lời ấy, thì là anh sẽ trả lời bằng tiếng Anh và anh sẽ dịch đúng theo bằng tiếng Việt. Còn những cái câu hỏi mà phù hợp cho VITAS, tầm nhìn của VITAS, cũng giống như là những cái câu hỏi về kỹ thuật ấy, thì An và chị Mai sẽ cùng nhau trả lời bằng tiếng Việt để cho nhanh gọn cho quý anh chị tham gia ở đây. Thì An có thấy là các cái bạn VITAS có gửi cái câu hỏi mà An thấy rất là phù hợp để mà chị Mai trả lời như sau. Đó là họ thấy là cái mà 3D ấy, là sử dụng AI 3D thì nó chủ yếu là cho vải. Thì khi mà mình nói về các cái linh phụ kiện may mặc như là dây kéo, tem nhãn, hoặc là các cái mà ninh woven đấy, hoặc là sợi, thì chị Mai thấy như thế nào, việc sử dụng AI có hiệu quả không, hoặc là việc giới thiệu trên cái nền tảng triển lãm vật liệu Việt Nam có hiệu quả không cho những cái sản phẩm này ạ? Thì mời chị Mai trả lời. Cảm ơn các bạn đã cho cái câu hỏi mà tôi cho rằng nó đúng là nó chính là cái thắc mắc của các cái công ty mà đang sản xuất sản phẩm của họ là sợi, là phụ liệu như dây kéo, như là nút vân vân. Thì xin thưa với các bạn á, mục tiêu của chúng ta là quảng bá những sản phẩm làm từ Made in Việt Nam. Cho nên bất kỳ cái sản phẩm nào, cho dù là sợi hay là phụ liệu, thì chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn cũng có thể tham gia chương trình này để chúng ta cùng nhau quảng bá cái thương hiệu Made in Việt Nam. Đó là cái điều khẳng định thứ nhất. Nhưng dĩ nhiên, hiện tại AI trong cái nền tảng này thì chưa thể chuyển hóa, tôi khẳng định là chưa thể chuyển hóa cái sợi hoặc là các cái phụ kiện khác như là nút vân vân sang cái định dạng 3D như vậy. Và cũng chưa đánh giá được tác động của môi trường như vậy. Tức là vải nó có hai cái ưu điểm đó. Còn các sản phẩm khác thì chưa có được cái 3D đó. Nhưng nếu mà chúng ta vẫn áp dụng sử dụng thư viện trực tuyến á, Made in Việt Nam, với cái sử dụng cái mã QR, thì chúng ta vẫn có những cái hình ảnh 2D trên cái platform đó. Tức là người mua vẫn có thể khảo sát cái sản phẩm của bạn từ Việt Nam, nhưng mà hình ảnh thì 2D thôi. Đấy. Hoặc các cái video mà các bạn đính kèm ở trong đó. Như vậy thì doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể có được, giúp cho người mua có được thông tin trên mỗi mẫu nguyên phụ liệu của mình cụ thể hơn khi xem triển lãm online. Và họ có thể lưu lại nhanh chóng các cái sản phẩm này trong cái platform đó, để mỗi khi mà khách hàng cần, khách hàng yêu cầu, chúng ta cũng dễ dàng tìm ra, sọt ra, y chang như là đối với vải.
Thì các anh chị cũng biết là phụ liệu chẳng hạn như nút chẳng hạn thì là có biết bao nhiêu loại nút ở một công ty mà các bạn sản xuất ra, chất liệu này, chất liệu kia, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta cũng có thể sử dụng cái platform này. Dạ vâng. Vậy thì không biết là cái phần trả lời của tôi đã đáp ứng được các cái mong muốn của các anh chị chưa ạ? Dạ vâng. Nếu mà mình có thêm câu hỏi thì chúng ta cứ cập nhật vào trong phòng chat và đội ngũ hỗ trợ của VITAS sẽ giúp chia sẻ các câu hỏi đến cho người trả lời. Để mà xuyên suốt chương trình thì An cũng tập hợp luôn các câu hỏi mà phù hợp với chị Mai trả lời như sau. Thì có câu hỏi thứ hai đó là khi mà mình nói là cái chương trình này áp dụng đầu tiên cho triển lãm đầu tiên của Sài Gòn Fabric ấy, thì đối với các cái doanh nghiệp mà họ không có đặt cái quầy triển lãm hoặc đăng ký có cái booth triển lãm tại sự kiện Sài Gòn Fabric thì cái việc đăng ký như thế này có lợi gì cho họ hay không? Đấy. Thì nhà chị Mai giải thích với các cái doanh nghiệp mà họ muốn cũng tham gia chương trình nhưng mà không có cái quầy booth ở triển lãm Sài Gòn Fabric ạ. Một điều rất vui mà tôi cũng muốn thông tin cho các doanh nghiệp Made in Việt Nam của mình. Thì phải nói năm nay cái Sài Gòn Fabric được diễn ra từ ngày 26 tới ngày 29 tháng 7 tại cũng trung tâm hội chợ triển lãm SDCC. Thì như các bạn biết trước đây tất cả các cái triển lãm thì phần lớn là vải là đến từ Trung Quốc. Thì dĩ nhiên trong triển lãm này cũng không thể loại trừ cái điều đó bởi vì các Trung Quốc là cái quốc gia mà họ mạnh nhất về vải. Nhưng năm nay có một tín hiệu rất vui là VITAS đã làm việc với ban tổ chức và họ dành cho VITAS một cái khu đủ để chúng tôi có thể set up khoảng hơn 90 cái quầy thông tin. Tôi gọi là quầy thông tin chứ không phải là booth. Bởi vì nếu một booth tiêu chuẩn nó khoảng 9m2, nhưng cái quầy thông tin này á, nó vào khoảng là bề ngang khoảng 1m cho mỗi doanh nghiệp và bề cao khoảng 2m. Để các bạn có thể show ra cái tên cũng như là một số ít cái thông tin của doanh nghiệp mình, sản phẩm của mình. Và ở đó, hiện tại thì cũng có những doanh nghiệp đã mua booth của Sài Gòn Fabric. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái này. Và cho dù là bạn đã có booth ở Sài Gòn Fabric, chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho các bạn có quầy thông tin trong khu vực của VITAS. Cho dù là miễn là cái đó là Made in Việt Nam. Các bạn lưu ý cái điều đó. Và như vậy thì dù cho bạn có booth hay không, thì VITAS cũng có một cái gian hàng của mình. Ở gian hàng đó VITAS sẽ làm việc cùng với Frontier để trang trí ha. Trang trí cái quầy đó, dĩ nhiên là cũng có ưu tiên cho những cái doanh nghiệp mà đã đăng ký tham gia cái nền tảng này mà các bạn chưa có tên trong cái xin lỗi các bạn, chủ tịch đang gọi, nhà em đang phát biểu trong hội thảo, em chờ chút xíu em gọi lại nha. Đó thì với cái trường hợp như thế này, với cái câu hỏi của các bạn ấy, nếu dù đơn vị mà không tham gia chương trình triển lãm do VITAS đồng tổ chức thì doanh nghiệp vẫn có thể quảng bá sản phẩm mình thì trên cái website của VITAS. Các bạn biết là ở website của VITAS thì cái platform này chúng tôi sẽ có một cái nền tảng chung của VITAS và chúng ta có thể quảng bá đồng bộ tất cả các sản phẩm của VITAS nữa. Nên các bạn phân biệt nha. Đấy. Nào là trong hội chợ chúng tôi có quầy thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp Made in Việt Nam. Có một cái quầy của VITAS, một cái booth tiêu chuẩn của VITAS sẽ làm việc với Frontier để coi thử ở đó mình show cái gì. Mình show những cái mẫu vật lý cho ai như thế nào và trên cái platform đó thì bên cạnh là khách hàng có thể tới đó để scan vải, để coi sản phẩm của mình. Thì trên website của VITAS thì chúng tôi có sử dụng các cái tính năng
như mà Manship vừa trình bày, em vừa mô tả. Và đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất vải và khi quảng bá với VITAS thì chúng ta sẽ trích được cái thông số về bảo vệ môi trường để chúng ta show cho các cái khách hàng châu Âu và Mỹ, những cái khách hàng hiện tại bây giờ là tất cả ai cũng theo cái xu hướng phát triển bền vững và chúng ta hoàn toàn có thể đưa những cái thông số đó cho họ. Và chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ được cái sản phẩm, cái thông tin của mình. Tôi thấy là những cái ứng dụng mà Manship đã nói là tuyệt vời. Ngay cả ví dụ như anh có nói tới cái ý là hàng tồn. Năm nay là một năm khó khăn, chúng ta không bán được. Thì các doanh nghiệp vẫn có thể tạo một cái khối riêng. À, trong đó lấy một cái phần bộ nhớ ở đó mà mình được cung cấp đó, để mà scan những cái vải hàng tồn để mình có thể bán với một cái giá đặc biệt cho người mua. Đó cũng dành là một giải pháp để giải quyết hàng tồn cho mình. Còn ví dụ những cái đơn vị mà tham gia triển lãm hoặc những là sự kiện mà chúng ta đồng tổ chức, ví dụ như tôi nói là chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài, như sắp tới là có Matrix Show ở Mỹ chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ cấp cái mã QR để họ có thể quảng bá sản phẩm. Các bạn có thể quảng bá sản phẩm của mình từ offline đến online. Nói chung là nó có rất nhiều cái tích cực ở đây. Nhưng mà trong cái khuôn khổ này thì chúng tôi có thể là trong quá trình nói này nọ thì chúng tôi chưa có nói được đầy đủ. Nhưng mà nếu mà giả sử câu trả lời tôi chưa được đầy đủ lắm thì chị An có bổ sung gì thì xin bổ sung thêm. Cũng muốn khẳng định thêm một điều nữa nha. Là nãy giờ chúng ta nói về những cái doanh nghiệp mà sản xuất phụ liệu hoặc là sợi. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều là ứng dụng này vẫn áp dụng tốt cho các doanh nghiệp may. Các doanh nghiệp may mà họ làm ODM hoặc là làm từ FOB trở lên. Tôi nói thật, hôm vừa rồi tôi đến thăm một công ty, hình như bữa nay cũng có mặt ở đây, đó là Việt Sơn. Thì tôi thấy cái kho vải của anh đó, anh tuy là may nhưng mà anh có một cái phòng anh để những cái mẫu vải là kinh khủng. Như vậy thì ở đây chúng ta, những cái doanh nghiệp may đó hoàn toàn có thể scan những cái mẫu vải đó mà chúng ta không phải trữ, mà cái kiểu mà chúng ta, tôi nghĩ mà đi vô tìm những cái mẫu đó là cũng mệt luôn. Cho dù là các bạn có sắp xếp khoa học đến bao nhiêu nhưng vẫn rất mất thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta scan toàn bộ những cái mẫu đó ở trên cái platform này thì khi mà khách hàng cần tìm tới thì phải nói là chúng ta rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể show ra cho khách hàng những cái vải mà chúng ta muốn muốn làm, hoặc là chúng ta chuyển qua cho bên thiết kế, giống như anh kia nói, anh Manship nói đó. Chúng ta chuyển cho những cái bộ phận thiết kế của mình để chọn cái vải đó và thiết kế lên một cái mẫu. Khi mà chúng ta may mẫu xong, chúng ta chào cái mẫu đó thì cái giá trị mà chúng ta bán ra nó cao hơn nhiều. Và người ta, ví dụ người ta cần, ví dụ cầm cái mẫu, coi khi người ta nhìn cái mẫu đó trên cái, ta nhìn cái mẫu đó xong ta nói ủa nhưng mà cái vải nó làm sao, ví dụ vậy, thì chỉ cần vô cái thư viện số của mình mà trích xuất ra cho người ta ngon lành luôn. Và đặc biệt là khi người ta biết rằng cái vải này nó không có gây hại, hay là ví dụ ta thấy những cái thông số về bảo vệ môi trường nó thấp, về đó, thì là họ rất là thích và họ sẽ có thể là chọn cái mẫu của mình. Như vậy là mình cũng khẳng định luôn nữa là cái này nó vẫn sử dụng cho được với may nha. May mà dĩ nhiên phải may gia công. May mà phải có một cái kho dự trữ về vải của mình ấy. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai đã chia sẻ. Và xin tập hợp tiếp cái câu hỏi. Khi mà mình nói về Manship thì rất là nhiều quý khán giả cũng rất là tò mò là trong cái quá trình thực hiện của Manship thì làm sao, khi mà mình nói về cái efficiency, cái tính hiệu quả ấy, thì có một doanh nghiệp muốn hỏi ấy là một chút. Lee is my, câu đó. Dạ. Vâng. Cô Trang, có một bạn độc giả tên là Trang đã hỏi như thế này nè. Anh Manship nè, please advise how many percent if we choose items to get real fabrics to apply for garment. You means the accuracy of, for example, the texture map, the physical properties, the eco impactor, right? Because it is AI. AI is not correct as people saying. Okay. Yeah. Ví dụ như là tính thực tế của vải, như là cái độ vật lý, tính chất vật lý của vải, hoặc là cái đo lường tác động môi trường, cái tính chính xác của nó là bao nhiêu, bởi vì nó là do AI tính toán. Đấy.
Thì anh nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là hay. Nếu mà chị Trang có cái hướng như vậy thì anh nghĩ là Son cũng sẽ trả lời được câu hỏi này. Oh, sorry, can I answer? Yeah, yes. Okay. Yes, how currency the AI can help from the physical fabric to digital fabric, how currency? Yeah. The AI fabric. Yeah. Yes, I think, yes. Because we digitalize our physical fabric and we have our own digital library. So I think it's 70 to 80% accuracy. 70-80% cái tính chất gần thực tế. Yeah. From physical fabric, we transform to digital fabric. Yeah. Yeah. And I think that before we use Frontier, the first step we use Frontier, I think it's not as currency as I thought. Trước khi dùng Frontier thì anh cũng có nghi ngờ là về cái tính đúng đắn dùng AI. But during this year, it's more currency accurate. Yes. Yeah. So I think now it's around 18% of thank you for your feedback. Thì, I really think about it. Yeah. And thì Son cũng có chia sẻ là mới đầu sử dụng thì anh cũng có nghi ngờ về cái tính chất đúng đắn của AI. Tuy nhiên là càng ngày càng sử dụng thì AI nó sẽ trở nên là càng thông minh hơn bởi có những cái dữ liệu mà được đưa vào. Thì hiện tại thì cái tính đúng thực tế của AI đã là khoảng 80% so với cái vải thực tế. Yes. Okay, so they also ask if they want to source the fabrics from you, how can they contact you or what is the process? You already have a client in Vietnam. Yes, I think there are many ways can contact us. Okay. And I think we are using Frontierless platform. So I think the most convenient way if our craftsmen in Vietnam, they can also join the Frontier, and we can use Frontier to communicate. Okay. And also, thì, I can yes. Thì anh Son anh có nói thì hiện tại anh đang sử dụng Frontier và anh đang cố gắng giao tiếp với tất cả khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống Frontier. Thì you have the online showroom on your website, right? Yes. Yeah. Thì, yes. Thì, yeah. Sorry. Thì những cái mà khách hàng tiềm năng, khách hàng mà muốn sọc vải từ Manship có thể lên website của Manship.com để mà tìm các cái loại vải, thư viện vải mà Manship đang có. And because we just put part of our new fabric on our website of using Frontier. Digital library. Okay. But we still have lots of we haven't shown on internet on our website. Okay. So I think another way we like if you are looking for fabric, we can just have the first step we can have an email conversation. Then I will send our collection of library using of Frontier and share the link to you so the customer in Vietnam they can see as many as fabric they want. Yeah, vâng. Thì anh Son anh cũng có chia sẻ là những cái mà mẫu vải hoặc là các cái loại vải mà Manship có trên website thì nó vẫn còn hạn chế, nó chưa sâu hết cái kho vải của Manship. Thì anh chị có thể liên hệ với anh Son bằng email và sau đó anh Son sẽ dựa trên cái yêu cầu của quý anh chị và gửi cái bộ sưu tập mà anh Son tạo trên Frontier để mà quý anh chị có thể kiểm tra vải trực tuyến
Thì đó cũng là cái cách làm mà VITAS muốn để mà những cái buyer người ta muốn tìm các cái loại nguyên phụ liệu vải hoặc là nhà may mặc mà chủ động nguồn vải made in Việt Nam, người ta có một cái hub mà người ta tìm kiếm và liên lạc, thì mỗi cái đơn vị người ta sẽ có một cái thông tin liên lạc trên đó, giống như là hồi nãy là anh cũng có demo cái của Thành Công đấy, thì là có thông tin liên lạc, có chi tiết sản phẩm và có tất cả các cái nguyên phụ liệu hoặc sản phẩm. Đặc biệt là vải thì sẽ có 3D và có chỉ số tác động môi trường để mà họ có thể search hoặc họ có thể là yêu cầu thêm. Đấy, thì Vita sẽ làm thành một cái trung tâm, một cái hub và một cái sàn triển lãm one năm, lại online one năm, tất cả mọi nơi toàn cầu, đâu có internet thì cũng có thể tìm đến Vita để mà tìm kiếm các cái doanh nghiệp có cái sản phẩm trực tuyến cho họ. Thì có một cái câu hỏi, thì tiện tay có một cái câu hỏi về cho Son nữa, thì anh thấy Son có thể phù hợp để trả lời câu hỏi này, bởi vì là Son có nói về cái efficiency, có về cái hiệu quả. Thì một doanh nghiệp có hỏi là làm sao mà để đo lường cái efficiency khi mà sử dụng Frontier. So can you share how you measure the efficiency by using Frontier platform? As you say, Frontier has been used to be more efficient in your yes. sales, marketing, production, etc. Yes. Just like now is for a US brand customer, it's about 2024 fall and winter. So I just read, I received requirement from our US brand customer of Vienna office. Yes. Wow. And they sent me like 20 and like many different concepts of the garment concept they want. And they asked me to sourcing fabric so I can choose the fabric from our Frontier digital library. And then I just separate to different thing, like for casual, for fashion, or for sleepwear. So my US brand customer in Vienna, they can quickly review the old fabric. Okay. So for me, I save lots of time. I only take like 1 or 2 hours to choose from the library, digital library. I think my customer also take less time to review it, because you can browse 1,000 fabric on the same page. Okay. Thì anh Son anh có chia sẻ là ảnh đo lường cái tính hiệu quả là bởi vì công việc của ảnh trở nên nhanh chóng hơn, vừa cho công ty của ảnh và vừa cho khách hàng. Thì ảnh mới vừa nhận một cái đơn yêu cầu từ một cái nhãn hàng có văn phòng tại Việt Nam, và họ muốn hỏi các cái loại vải phù hợp cho cái bộ sản phẩm mới của họ vào mùa đông ấy. Thì là ảnh chỉ cần mất 1 đến 2 giờ tạo rất là nhiều bộ sưu tập với các cái sản phẩm khác nhau như là casual hoặc là fashion hoặc là functional, và gửi cho khách hàng, và khách hàng cũng mất rất là ít thời gian để mà có thể tham khảo đa dạng các loại vải trực tuyến mà không cần phải đợi chờ gửi mẫu sang. Và tất nhiên thì An cũng muốn nhấn mạnh lại đó là AI không thể thay thế cho mẫu thuật, đúng không ạ? Nhưng mà để mà lựa chọn toàn bộ mẫu thuật thì sẽ không thể nhanh chóng như AI. Vì vậy là AI và con người phải cùng làm việc với nhau để cho nó mang tính hiệu quả hơn. Và khi mà khách hàng họ lựa chọn trực tuyến được một số lượng từ 100 xuống còn 20, thì chúng ta có thể vừa bắt kịp được cái nhu cầu của khách hàng mà vừa được giảm cái số lượng chi phí. Và An cũng xin nhắc lại là AI không thể thay thế cho mẫu thuật. Nên là nếu mà mình nói là accuracy thay thế hoàn toàn mẫu thuật hoặc thay thế con người thì đó là không đúng. Nhưng mà nó giúp hỗ trợ cho con người, giúp cho cái sản phẩm made in Việt Nam của mình được rộng rãi hơn, và nó không thể thay thế cho những cái cuộc triển lãm trực tiếp. Vì vậy mà mặc dù là VITAS có sử dụng online nền tảng, nhưng mà VITAS vẫn thường xuyên tổ chức các cái cuộc gặp B2B meeting, những cái mà triển lãm quốc tế, để mà vừa là online và offline, vừa kết hợp là giao tiếp với con người mà vừa sử dụng cái nền tảng số để giúp cho doanh nghiệp mình quảng bá mạnh mẽ hơn.
thì cũng nói đến cái mà An có thấy là cái mà một cái câu hỏi từ cái doanh nghiệp ở đây hỏi về cái việc là liệu Frontier hoặc là cái nền tảng của Frontier đã được chứng nhận là cái chất lượng của cái file 3D dùng cho browseware hoặc cloud chưa? Thì và ví dụ như là target thì An cũng xin chia sẻ với quý doanh nghiệp là Frontier là đơn vị số hóa chính thức của Adidas tại thị trường châu Á Thái Bình Dương. Thì hiện tại Adidas chỉ có 3 cái đơn vị số hóa của họ, đó là ở Mỹ, ở Ấn và ở Việt Nam, ở Đài Loan. Thì Đài Loan sẽ là đơn vị đã được chứng nhận bởi Adidas để mà số hóa. Thì bất cứ các cái doanh nghiệp nào mà số hóa với Frontier sẽ được Adidas chấp nhận. Tuy nhiên là đây là AI, nên là khi mà quý anh chị muốn mà nộp cho Adidas ấy, thì nó sẽ có một cái quy trình khác, và tùy với lại là mỗi doanh nghiệp, tùy với mỗi nhãn hàng. Ví dụ giống như là Under Armour, Frontier cũng nằm một trong top 5 cái đơn vị số hóa đã được Under Armour ghi nhận. Và Target thì hiện tại Frontier làm việc với Target là không chỉ là từ vải thật, mà là từ vải thiết kế từ Shimasaki, chẳng hạn vải knitting mà thiết kế Shimasaki, sang thẳng xuống vải số hóa. Tức là anh chị không cần phải sản xuất vải thật, mà anh chị chỉ cần thiết kế trên cái nền tảng của Shimasaki, và anh chị đưa vào Frontier thì Frontier có thể tính toán cái tác động môi trường cũng giống như là cái tính chất vật lý. Đấy, thì đó là cái dự án mà An đang làm việc với Frontier, đang làm việc với Target. Còn hiện tại mà đã được approve bởi Adidas và Under Armour và đang làm việc với Puma và Target, thì tất cả các cái quy trình số hóa, yêu cầu số hóa của bốn nhãn hàng này thì Frontier luôn cập nhật. Và nếu mà các quý anh chị muốn mà làm việc trực tiếp với các nhãn hàng này, có thể liên hệ với VITAS hoặc Frontier. Đấy, còn với lại là cái e-showroom thì tất cả các cái doanh nghiệp hiện tại đang ở Việt Nam sẽ liên hệ với VITAS để VITAS có thể cùng hỗ trợ và đưa lên cái sàn triển lãm online. Tường Long. Dạ. Tường Long có câu hỏi đó. Dạ. For Diane Fabric, can we apply on this system? Nhuộm đó. Dạ vâng. Because the denim fabric is different from other fabric, will we show after washing or system on system or not? Yeah. Thì câu hỏi này An nghĩ là nó mang tính chất kỹ thuật, thì để An xin phép trả lời. Thì với lại là cái dye-in fabric ấy, thì An biết rằng là mỗi cái lần mà nhuộm ấy thì cái họa tiết nó sẽ khác nhau và nó sẽ khó cắt chu kỳ. Vì vậy An với các cái doanh nghiệp mà denim á, An khuyên của họ là tạo cái vải trước khi nhuộm, trước khi wash, và sau đó mình sẽ đính kèm các cái hình ảnh 2D sau wash. Bởi vì sao mình làm trước khi wash? Bởi vì trước khi wash thì cái pattern của mình, cái chu kỳ của mình nó không có bị ảnh hưởng bởi màu sắc. Khi mà khách hàng zoom in hoặc là mình thấy màu hoặc là mình thể hiện trên 3D, nó sẽ rõ ràng cái thớ vải, cái độ đan thớ vải hoặc là cái hình ảnh 3D trên quần, trên giày, trên cặp, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái màu sắc, cái pattern. Và sau đó mình sẽ đính kèm bởi cái hình ảnh sau wash, ví dụ như là denim mình wash rồi mình có tẩy, rồi mình có finish, mình có chà, thì mình sẽ đính kèm các cái hình ảnh 2D của vải thật. Còn lại mà để mà làm 3D thì An vẫn khuyên là trước khi wash để mình thể hiện cái pattern, chu kỳ pattern của mình rõ ràng hơn. Đấy. Tác động môi trường. Đấy. Thì An có thấy là một doanh nghiệp có hỏi là làm sao để biết được là cái tính đúng đắn của tác động môi trường. Đấy. Bởi vì là người ta sâu, mình sâu được là bao nhiêu kilogram khí thải, bao nhiêu đất, bao nhiêu nước trên một mét vuông vải. Thì cũng xin thưa với quý doanh nghiệp là ước tính tác động môi trường đã được Qantis châu Âu chứng nhận, và nó dựa vào thông số của 1.500 các doanh nghiệp dệt may toàn cầu. Thì chỉ số tác động môi trường nó sẽ gồm hai phần.
Thứ nhất đó là nhà máy sản xuất vải và vật liệu vải. Thì nhà máy sản xuất vải nó được tính toán từ 1.500 các doanh nghiệp toàn cầu, nó lấy cái con số trung bình và nó cộng với cái thành phần cấu tạo vật liệu của vải, ví dụ như là vải bằng recycled polyester thì cái tác động môi trường sẽ thấp hơn so với cái polyester chẳng hạn, hoặc là cái màu trắng nó sẽ ít hơn so với cái màu đỏ. Đó, màu sắc nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tác động môi trường. Hoặc là nếu mà quý anh chị có cái blue design thì cái tác động môi trường của cái loại vải đó nó sẽ giảm thấp. Thì bây giờ sẽ có một cái câu hỏi là làm sao để biết được là các thông tin nó đúng hay sai. Thì cũng thưa quý anh chị, đó là AI nó cũng không thể thay thế cho con người. Nếu mà mình không có trung thực với nhau, với khách hàng ấy, thì cái doanh nghiệp của mình cũng sẽ không bền vững. Bởi vậy là mình cũng lưu ý là khi mà mình nhập các thông tin thì càng chính xác và càng đầy đủ thông tin càng tốt, thì AI nó sẽ tính toán dựa trên các thông tin của quý doanh nghiệp đưa, và các cái thuật toán này đã được Quantis châu Âu chứng nhận và cũng thuộc là ISO 14040 của ISO chứng nhận cái thuật toán này. Và tôi hy vọng rằng cái chương trình này sẽ được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, để ngày chúng tôi sẽ càng có nhiều hơn những cái doanh nghiệp mà tại Việt Nam tham gia vào platform, để mình có thể quảng bá một cách đồng bộ cả cái chuỗi cung ứng của mình đến người mua trên thế giới và cả Việt Nam. Chắc giờ phút này thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng chúng tôi tham gia cho tới giờ phút này. Cảm ơn An đã rất là nhiệt tình cùng để cho Frontier luôn đồng hành với VITAS trong cái chương trình này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái chương trình thành công trước và trong cái triển lãm Saigon Fabric được diễn ra vào 26 tới 29 tháng 7 năm nay tại Sài Gòn, một cái triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, và lần đầu tiên chúng ta sẽ có một cái khu gọi là Made in Việt Nam. Mong rằng các hội viên cũng như là chưa phải hội viên luôn luôn sẽ hướng về phía VITAS đồng hành với chúng tôi, bởi vì chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những cái giải pháp làm thế nào mà tốt nhất cho những hội viên của mình. Xin chúc tất cả các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, và chúng ta có thể thành công, có thể đủ bản lĩnh để chúng ta có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Xin cảm ơn tất cả các chị. Vâng, cảm ơn tất cả.